xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có được để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Vậy là mọi người vừa mới xem xong clip đầu tiên của năm mới của mình. Thì cũng nhân dịp năm mới này, mình xin chúc mọi người luôn vui vẻ, có một năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì sức khỏe thì luôn dồi dào, tiền bạc thì đầy túi, học hành công việc cũng tiến tới. Nói chung là mong tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với lại tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới.